Lần đầu tự nướng pizza tại nhà chỉ trong 7 đến 9 phút, tưởng cái kết sẽ đẹp đẽ như thế này đúng không? Nhưng không. Ai cũng có lần đầu các bạn nhỉ. Chỉ từ khoảng 55-69k một chiếc mà không nghĩ có nhiều loại để lựa chọn thế này luôn. Chọn đại hẳn 8 cái mà chưa đến 500 cái. Mình mua loại bánh pizza ăn liền này ở Fresh Garden. Chỗ này thì chắc hẳn quá nhiều người biết rồi nên là mình sẽ không đề cập nhiều. Hay qua đây mua bánh gato bởi vì luôn có sẵn rất nhiều vị. Có cả chỗ ngồi để ăn uống các loại bánh khác nữa, tiện nghi. Và hôm nay còn trông thấy hẳn một tủ pizza. Hay nhất là bánh đã được cấp đông và chỉ cần nướng từ 7 đến 9 phút trong nồi chiên không dầu là đã có ăn nè. Chọn đi chọn lại thì thấy cái hải sản với dăm bông dừa yêu đấy, và đặc biệt có hẳn một cái hộp có 2 chiếc đấy luôn. Tính ra thì rẻ hơn mua lẻ 2 chiếc nên là quất liền. Tada, gọi là đại tiệc pizza chiêu đãi các bạn cho nó sang màu, như thật ra chỉ dưới 500k thôi. Hướng dẫn sử dụng thì đã rất rõ ràng và đơn giản. Chỉ tại cái nồi chiên không dầu nhà mình ở phần trên nó tiếp xúc với nhiệt nhiều hơn nên là kết quả lần đầu hơi fail. Nhưng mà 7 cái sau thì đẹp đẽ xinh đẹp luôn nha. Nhận xét đầu tiên thì về cái bánh xe nhỏ mà mình mua trông khá là xinh xắn và đầy đặn nhân. Đây là bánh hải sản thì mình thấy phần nhân rất đậm đà và phô mai vừa đủ. So với việc mua sẵn các pizza được làm trước ở các siêu thị thì mình thấy như thế này ổn hơn rất nhiều. Thoải mái cất chữ mà khi thèm thì nướng lên rất nhanh mà nóng hổi. Một nhược điểm duy nhất là mình thấy vỏ bánh khá dày. Tuy nhiên nó có thể là ưu điểm đối với những bạn nào mà muốn ăn để no. Mình thấy ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn chơi đều phù hợp. Bốn đứa ăn no căng pizza mà không nghĩ nó rẻ thế luôn á.